Phong Nguyễn Khánh Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị mến nha. Hiện tại tiếp tục là màn ba cảnh một ông bà cô bác. Giờ tắm hồ bơi đây. Đây dì ba chào khán giả ông bà cô bác đi. Đây, đây chuẩn bị tắm ông bà cô bác đây. Hai lúa đi cầm ranh. Đại gia đình hai lúa đi cầm ranh đây. Bà tắm mà bỏ điện thoại vô túi vô ba. Có nhảy xuống à? Ê cô Tư ơi, đâu có gì đâu, tắm cho biết qua. Cha yêu quý của anh chị đây. Hấp bội. Ôi mẹ bận đồ vậy mẹ tắm luôn hả? Trời ơi. Này anh chị tương tàn anh lên chạy lên chạy đâu giữ anh lên chúc nhất gia đình Thanh Phong gửi lời chúc đến sức khỏe ông bà cô bác mạnh thường quân với khán giả nha. Xuống nè ba, nằm mặc đồ cũ hồi nãy vô xuống tắm. Bà nói thấy ốm quá xuống kỳ quá. Trời ơi, xuống đây đâu cần mập đâu, mập mới là đi bơi không nổi á, ốm mới là dễ á. Mập cái nổi bụng lên vậy. Xuống đây. Nhỏ lớn mới tắm hồ bơi, mẹ Phong mới tắm đâu mà có. Gì hồ bơi nhỏ lớn tắm. Nhỏ lớn mẹ mới tắm đó gì. Nghe đầu luôn ơi. Ờ chừng anh lên bị phản công rồi. Chết. Trời ơi. Chị Liễu thất thủ rồi. Nhảy xuống cầu Tư ơi. Nhảy xuống cầu Tư. Dạ. Này anh chị cũng giống như là những anh em, những ông bà cô bác giúp cũng rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì bữa nay có chuyến đi về quê, đi cũng đám cưới người cháu. Thì bữa nay cũng dẫn gia đình đi tắm hồ bơi nè ông bà cô bác ơi. Quý giả. Liễu cái quỷ già luôn. Cái này dắt chiều có con sư tử à. Tử phun nước đẹp lắm. Ờ dì ba cũng bận. Có lem không dì ba? Có lem không? Dưới đây có lem gì ba? Không hả? Còn đồ nguyên si. Đây muốn cốc cho. Dưới đây muốn cốc lên cho. Nhà ba ngồi xuống đi. Con cha đẹp quá trời. Nhỏ ta lên. Đây là trời. Đây muốn tóc trên cao lên cho dì ba để dì ba đi ra đi nha. Ba bữa nay đi vui dữ vậy ba. Vui. Cho dì ba đi về nha. Mà vui. Biết chứ. Coi đi chừng mẹ không biết bơi mà da đó hụt chân á. Nó sâu lắm mà. Đây cô Tư ơi. Ở dưới đây coi chừng nó hụt giờ đó mày. Đâu có đâu con. Con có vịn rồi. Anh Linh đang chờ để phản công. Ở chừng anh Linh Linh phản công chị kìa chị. Lắc nữa em mấy xuống đây. Ông xuống đây. Mấy cô bển tội qua đây tắm mát. Có chuẩn bị qua tới kìa. Ông xuống thắm tụ. Dưỡng sao? Tắm. Xuống. Trời ơi, xuống rồi. Mát trời ơi. Kìa qua tới kìa. Đội ngũ hùng hậu đã tới. Những anh chàng hóp bôi bụng bự. Nhảy xuống luôn anh ơi. Nhảy xuống đi anh. Hấp bôi toàn là những anh con xuống hồ bơi nhỏ nè. À những anh hấp bôi bụng bự.
đây cạn động vật đó. Đây hồ bơi dành cho bé nhỏ 0,6 m. Trời ơi, cậu Tư bơi, cậu tư lặn bơi nè ông bà cô bác ơi. Quá trời lặn, quá trời sâu luôn. Ở đây nó cao tới hình như trên 2 m. Rồi, có áo bơi luôn, đã vậy ta. Đây khoảng 2 m không? 2 m hơn anh, sâu lắm. 2 m rưỡi không? Có 2 m rưỡi không? Không, hơn 2 m chút xíu rồi. Trời lặn, có đồ lặn luôn. Anh này chuyên nghiệp nè. Đâu mắt kiến con đâu con? Tắm luôn chú. Để tôi ngồi có. Mày ngồi ở đây. Ôi, càng ngày càng đông. chơi trội ra mặt cái gì. Chơi trội. Đã không trội liễu ước mấy lần rồi. Ủa con bơ từ đó luôn hả? Con thấy sâu. Vết 7 hả anh? À, vậy là có để số rồi. Chiêu phe hả chị? Giữ cái bên này chút, bên kia ra nó chọi ổng. Con phe mình lớn tuổi không yếu thích thủ vậy. Có tuổi rồi, ngồi ở đây đi. Chúng bơi vòng đây được mà. Đi qua bên đó nó sâu lắm. Không, hồi nãy nó có mấy cái bình khang. Ở đó nó không biết đâu xuống cái dòng mấy bạn hả? Đây là cái này. Dạ sâu lắm ô tư được. Ủa nó mất kiến đồ đã ta. Lỗi đây được không? Cổng nó qua hồng đấy. Đây nó mát nè, nó mực nước nó cao tới đây được chút, chờ mấy người kia. Tối á tụi nó lấy cái đồ vớt này nè, học mấy cái mệnh. Đó tối cái ăn nhậu đây nè. Dạ. Đó. Có chỗ ngồi ăn á hả? Đó, ăn á, nó nhậu tới 11, 12 mấy 1 giờ luôn á đó. Ở nhà này là tụi con cháu ổng ra đây là tập trung. Ở dưới đang nóng rồi ăn nằm. Mình ra mình chơi đây ngồi đây chứ. Ừ. Ừ. Bé nó rồi. Nó biết. À, con bơi trong đây nha, con đừng đi ra xa nha không. Ba của nó bơi kìa. Hai cho con có. Hai cho con mất kiến à. Ngon quá. Chú cá nó đó. À, bút bơi bơi á. Con có biết lỗi không? Dạ biết. Mấy đứa con nít ở bên nước ngoài thì biết bơi thôi. Vậy đó hả? Ừ, mấy đứa vậy. Bởi tôi nói nha. Không phải cho. À, cho con tí. Cái đại tụi mấy cô nó sâu. Phải được. Như vậy nhà nó tắm nó lại biết lỗi lắm. Đúng. Bọn dạo ngay nữa. Không. Cái nó lớn. Không biết lỗi tụi nước á. Nó làm mình cho lỡ nó có đi đâu. Nó có biết bơi. Đúng rồi. Tụi nó đưa nó dỗ. Không, đóng cái tiền cho nó vô cái chỗ bơi á. Chỗ biết không có chỗ hồ bơi không? Dẫn cho nó đi. Dạ, chào chú. Dạ. Về làm gì ngồi đây đi. Chạy đi chút nữa rồi nhà về. Không. Có không? Anh Linh đi đâu rồi chị? Kìa ảnh nghe cốc cây rồi chị. Xuống đây. Anh lấy đồ chơi cho.
Hai mẹ con chơi người cha. Là vụ án mới à, công danh là vụ án mới á. Không, mặc đồ tắm được. À cái đó mặc đồ tắm được. Trừ để tôi cởi áo mà trừ như nào tôi mặc đồ tắm nữa. Bận nguyên si. Bởi vì người ta có tiền chứ lâu lâu người ta đi về đi hồ bơi rồi. Không, là người làm phải cho tụi nó đi chơi tắm bơi để mình cũng vậy. Không, anh Linh anh. Ở cái tắm nước nóng có ngăn cho cái vậy không? À, cho đi ngăn đi vô ngâm nước nóng. Mình ngâm nước nóng rồi. Ngâm nước nóng rồi. Cho thư giãn của tại có tuổi rồi đỡ tí. Chứ sao không? Từ từ lạnh nó vô tư. Từ từ lạnh hả? Nực ra nữa chứ lại. Nực nó. Tắm á. Dạ. Nãy tính tắm chỗ mà thấy mà này mát quá ra đây tắm. Tắm ngoài đây đông vui rồi tư ơi. Vì chia sẻ hình ảnh kỷ niệm gia đình ông bà của bác nha. Nóng nực là ta chịu nổi. Dạ. Bên buổi tối nhiều lắm, nó mát á, có đèn á. Ông đi chỗ đó là thấp nhất á. Đâu. Đi chỗ đó là có bực xuống dưới luôn phải không? Đó, đây. Dưới đó sâu. À, có ai vớt vàng không mình mò? Ờ. Trời ơi, cản hết. Tôi lẽ trời ơi, không là gì. Đi ra ngoài mượn tiền thái dự phòng đi. Này mà có gì vớt dưới đây mò ngon lắm á. Đó Tư. Dòm xuống thấy hết trơn rồi. Lặn dưới thấy đó. Dạ, lặn xuống mở mắt thấy hết trơn không Tư. Trâm, con bơi coi Trâm. Bơi mặt bơi lên. Con bơi đi. Ô. Ô bơi. Giờ cho mấy đứa nhỏ nó bơi. Dạ. Trang là với mấy nhỏ mà đi lại cho bơi đi ha. Biết không? Dạ. Chẳng nó đi hồ bơi vậy là nó tập nó mai biết lội lắm. Cho nó đi bơi. Chứ ở đó không có hồ bơi cần. Trang nó đi được cho nó đi ha. Dẫn dạ. Mấy nhỏ đi đây nè. Khoảng phải ở nhà phải có người coi nhà ấy. Đi hết trơn rồi. Mốt chắc em dẫn vợ em đi đi viên. Dẫn vợ đi viên. Mốt chở vợ đi lên hồ bơi. Nhà mốt về cũng thấy gì chơi. Thấy dọn gì chơi. À đúng rồi. Giờ ghê lắm. Hôm bữa ăn trộm vô cắt hàng rào đó chị. Giờ nó ghê nó cắt hàng rào. Nó kiếm những người lại với nông thôn á, dán dán vô. Để nổi. Hả? Thì con mát hơn nhiều à. Ừ, tắm. Tối à. Đèn sáng trưng mình hả, đèn sáng trưng người ta bơi á vui lắm. Với sáng á, sáng dậy sớm á mình bơi nó khỏe lắm. Ừ đúng vậy. Sáng dậy sớm á. Bởi vậy à, ở bên nước ngoài á nó kêu người lớn tuổi đi đi bơi thường xuyên là để về để mình vận động này nè. Có sức khỏe. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vận động như tập thể dục đúng rồi, đúng rồi.
đó chỉ đi bơi á, đi với ba nè, đi bơi nữa, đi mấy lần cảnh. Đó, ba có cái ống xịt lên đó nè. Ở chỗ không quên hả? Ủa chết cha, ướt đồ điện hộ luôn. Ướt đồ luôn. Cái này có một chút nữa xịt hả, quên hả? Qua có ông xuống lấy nước này chụp đó, ông có giờ nước rồi. Có đồ chơi anh Linh rồi. Trời ơi. Chờ mấy người kia ra đi. Ở không có làm gì, đi ra mở chìa khóa vô phòng đi vô mở đi. Ơi, ơi, hai mẹ con chơi cha. Chết rồi, chết rồi. Ơi, chết rồi. Ơi. Ê ơi, nhủ thì sao gan. Má cho ôm chân nha. Nha, ôm chân tôi đây nha. Đó, tôi được cái này đó, không? Chị bạo lực quá. Gì vậy? Tưởng đồng sâu quá vậy. Chưa, giúp thẻ nhà ra chưa? Đi vô bỏ quên thẻ vô khóa cửa luôn. Đúng rồi, cái ga mình bơm lên. Bơm lên cái đổ nước vô. Cái tội không tắm á. Cái đó được. Đúng. Cái tội không tắm phải đi vậy đó. Đi cho đổ mồ hôi đi vô tắm nè. Không kịp vậy giáo chị. Thôi, ghét lâu lắm mà chưa làm gì được á chị. Chết 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 anh lên đó. Chết chết chạy chạy. Rồi. Rồi nhủi ra chị luôn rồi đó. Vừa ló đầu lên xịt đó. Chơi vậy ai chơi lỗi. Chọt cái mỏ luôn. Chứ nghe miệng luôn rồi. Trời. Để nó hai tay kéo bơi nè. Đây. Đừng có kéo đầu cho chúng nha. Chị. Cầm trên đây nè. Cầm trên đây. Thôi mấy người đừng cách cho lâu, tôi biết cách bước nha. Ông kéo thì cho tôi quýnh không đó nha. Tăng 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 tăng. Xuống này nè. Ngó sơ là biết chuẩn bị chị uống nước rồi đó. Ông này dụng
đó, đây nè. Nhúc đầu lên xong rồi có không lấy hơi rồi đúng không? Lấy hơi xong rồi nằm xuống lại. Mà đỡ thì không. Chứ đỡ sao? Ủa mấy người kia sống cùng lâu vậy cha? Anh chọt cái ông thùng này cứng quá. Mà nhờ vậy á, tưởng là đi bơm môi nha. Là vậy cho đứa ông đi bơm môi á. Chị 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 vậy nha. Có ông quay qua tới tới khi qua bên kia luôn mà. Chưa đăng phải không? Vậy chứ chắc chưa đăng. Đó là kêu qua vô cát nhưng mà đang vô cát luôn. Dạ vô cát. Có bữa có quay để vô trong luôn à. Để vô qua cái thọ mới để lên trên rồi, để lên trên mương rồi. Rồi. Để đi qua cái đường đem vô trong mẫu tám rồi. Phải không? Ừ, đem lên rồi. Nhưng mà chưa, còn cái khúc mà khúc làm sao? Mãi xong rồi mới bố con gì về mở mở TV lên mà nó bấm bên Phách Khánh Nguyễn là có lên. Dạ dạ. Cho tụi chú em đồ rồi. Ông sao, ông sao? Không, ông điện hồ này chống nước mà. Chị. Mẹ hai mẹ con không giờ thấy nữa cái môi ông bị dây sưng rồi. Trời ơi thương anh dữ vậy. Cảm ơn nữa thôi. Lần này nháy cái đầu ba nữa, lần này nháy cái miệng mẹ ba nữa. À, đừng chơi. Xin có môi, xin có miệng luôn. Để vậy đẹp hơn luôn á. Không. Đẹp quá trời. Giống như con ủ con quả cái này để nhìn này cái này. Con để giống ổ quả quá. Mấy con chim nó tưởng đâu một câu tưởng đâu ổ quả nó bu lên. À, ở đây nè. Ổ ba nó đúng nè, ở đây nó có cái băm nè. Tắt xa nè. Dạ. Cái gì mà quá chuối. Nước nó xịt ra vậy? Nè, mấy cái băm này nè, nó xịt ra nó đã lắm nè. Dạ. Mát xa xa cái chân nè. Hả? Anh? Biết rồi. Đứng đây nè. Nó có miệng sưng dữ không anh? Ít rồi. Ê, chút xíu. Coi rồi nè. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Là cái băm nó. Cái băm nó, băm nó. Dạ. Đã rồi nha. Con là con cảnh phái hả? Ừ. Phái không con? Con kéo nó vô chút nữa ba con trúng á. Không cho nó nhỏ nó bơi vậy đó. Dạ. Nít mà nó cho nó bơi chứ. Mấy anh chị kêu qua lâu qua quá. À, xuống đây tắm là hòm đồ sạch sẽ hết luôn. Không phải, dưới kia kìa. Nước cũng chảy ra mạnh lắm à. Ổng bị da 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 ấy môi.
xương môi rồi. Là khiều khiều anh rồi thầy chị. Quay con cá rồi đi thiên động rồi. Đâu là chị khiều khiều anh rồi thầy chị. Không. Là khiều ông động tỉnh gì không? Con cái cái dây này vô đi con. Cảnh. Ôi. Ông phơi nắng. Ôi. Rồi. Nổ lên. Rồi xe tới. Có cứu viện, Ê chú dễ đây. Ăn xong rồi chứ? Gì mà? Tới đây rồi. Không phục giò chứ gì đã phục giò đây nè. Rồi thôi à, chắc kết thúc rồi ông bà cô bác ơi. Giờ tạm khép chương trình rồi, chúc có chương trình mới nữa ông bà cô bác. Thì thôi thì Phong Nguyễn Khánh Nguyễn cũng cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều đã cùng đồng hành chương trình đi du lịch, vừa ăn cưới vừa du lịch luôn. Rồi chúc ông bà nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an và may mắn nha. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo. Cảm ơn cô bác. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình